5 thiết bị đỉnh cao mà sinh viên nước ngoài đã phát minh. Thật vui vì được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Các bạn thân mến, cuộc sống hiện tại của chúng ta đang ngày càng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn bởi có sự giúp sức rất nhiều của các thiết bị tiện ích. Tuy nhiên, không phải thiết bị nào chúng ta cũng biết hết phải không nào? Thực chất, có rất nhiều thiết bị đỉnh cao được tạo nên bởi các bạn sinh viên mang lại giá trị nhân văn rất lớn và cũng có những thiết bị đem lại rất nhiều tiện ích cho người dùng. Có lẽ các bạn đang rất tò mò, muốn biết đó là những thiết bị nào. Vậy thì hãy cùng chúng tôi xem video để biết 5 thiết bị đỉnh cao mà sinh viên nước ngoài đã phát minh là những thiết bị nào và chúng độc đáo ra sao nhé. 5 thiết bị đỉnh cao mà sinh viên nước ngoài đã phát minh. 5. Găng tay thông minh cho người câm, điếc. Tin vui cho những người bị khiếm thính là hai sinh viên trường Đại học Washington, Mỹ đã sáng tạo ra một đôi găng tay Sight Aloud có thể giúp cho người câm, điếc giao tiếp một cách dễ dàng. Bởi đôi găng tay có khả năng chuyển từ ngôn ngữ ký hiệu sang tiếng nói, được xây dựng dựa trên các thuật toán máy học của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đôi găng tay sẽ ghi nhớ một kho ví dụ từ những ngôn ngữ ký hiệu bàn tay, có nghĩa là con người sẽ dạy cho đôi găng tay biết trước cử chỉ nào của tay sẽ tương ứng với lời nói nào được phát ra từ loa. Với thiết kế nhỏ, gọn, dễ điều khiển và chỉ như một trang phục hàng ngày, nó sẽ giúp cho người câm, điếc sử dụng một cách dễ dàng. Đôi găng tay của hai sinh viên này còn được kỳ vọng bổ sung chức năng giám sát những bệnh nhân có nguy cơ đột quỵ, giám sát việc phục hồi chức năng trên các chi của người khuyết tật, bại liệt, đặc biệt có thể phối hợp linh hoạt với kính thực tế ảo để thực hiện vật lý trị liệu. 4. Ba lô phản lực dưới nước. Archie O'Brien, sinh viên ngành thiết kế tại Đại học Loughborough, Anh, đã thiết kế ra một chiếc ba lô phản lực có tên gọi CUDA để di chuyển dưới nước. Dựa trên nguyên lý phản lực, ba lô này liên tục đẩy cơ thể về phía trước với vận tốc khoảng 12 km/h. Bạn có thể mang thiết bị như ba lô và dùng cơ thể điều khiển hướng đi, thậm chí để chế độ tự động điều khiển hành trình với tốc độ chậm. CUDA được tạo nên từ 45 mảnh ghép trong điều kiện dưới nước. Bạn có thể lắp ráp các phần với thời gian không tới 10 phút. Chiếc ba lô hoạt động tương tự phản lực của mô tô nước, hút nước vào và bán nước về phía sau với tốc độ cao thông qua ống kim loại. Với vận tốc 12 km/h, ba lô phản lực dưới nước được tạo ra nhằm giúp các thợ lặn di chuyển nhanh chóng, có thể phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ. 3. Túi khí thông minh cho smartphone. Frenzel, một sinh viên kỹ thuật Đức, từng rơi smartphone khỏi túi áo và vỡ tan tành. Chiếc điện thoại không hoạt động bình thường trở lại, ngay cả khi đã thay thế màn hình nứt vỡ. Chính vì điều đó, Frenzel đã đưa ra giải pháp để cứu mọi người về thời gian, tiền bạc và các căng thẳng không cần thiết khi vô tình làm rơi chiếc điện thoại của mình. Bằng việc tạo một túi khí di động, giống một chiếc vỏ bảo vệ, có thể cảm nhận khi điện thoại rơi tự do và tự buông các cạnh kim loại, giống như chân nhện để giảm thiểu lực va chạm và bảo vệ chiếc điện thoại khỏi bị hư hại. Thật tuyệt vời đúng không nào? Với túi khí thông minh này, nó có thể mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho các nhà sản xuất vỏ bảo vệ và thời đại của màn hình di động bị nứt có thể sớm kết thúc hơn những gì chúng ta nghĩ. 2. Ván trượt đa năng. Sự sáng tạo của con người là vô tận phải không nào, đặc biệt là những bạn trẻ. Vì vậy, một sinh viên Đại học Mỹ đã phát minh ra chiếc ván trượt có bề ngoài giống hệt một chiếc xe tăng nhỏ, có thể di chuyển trên mọi địa hình. Chiếc xe ván trượt này được thiết kế riêng cho những người lính với tên gọi DTV Shredder. Nó có thể được sử dụng để vận chuyển thuốc men, hàng hóa và cả người bị thương trong những trường hợp cần thiết. Xe dùng động cơ Honda 4 thì 200 phân khối công suất 15 mã lực và có thể chạy tới tốc độ 48 km/h. Nó có thể leo lên độ dốc 40 độ với bán kính quay là 1,2 m. Sức tải tối đa của xe là 544 kg. Vì là một công cụ tùy biến cho nên bạn có thể điều chỉnh nó tùy theo mục đích sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể lắp thêm súng và các loại vũ khí khác để biến nó trở thành một chiếc xe tấn công đáng gờm. 1. Chiếc USB với bộ nhớ sử dụng não cá. Có ai đã nói về chiếc USB này như một tuyệt tác kết hợp giữa sinh vật sống, công nghệ và nghệ thuật đương đại? Còn bạn có nghĩ như vậy? Trên thực tế, chiếc USB khiến nhiều người thích thú và cũng khiến nhiều người ghê sợ. Thiết bị này được tạo ra bởi một sinh viên người Nhật. Cậu đã thiết kế một giao diện của một chiếc USB thông thường nhưng lại chạy qua não cá. Toàn bộ USB được làm bằng nhựa nhân tạo cùng với cá và các dây tín hiệu cùng đèn báo ở giữa. Hệ thống này chạy qua một mẫu cá trong một kết cấu cứng trong suốt như pha lê. Tuy nhiên, điều thú vị là não cá chỉ có khả năng nhớ tối đa 7 giây nên anh chàng sinh viên này đã đặt thêm một ổ SSD 32GB bên trong. Vậy nên, chiếc cá sấu số thực sự chỉ là một vật trang trí mà thôi. Có bạn nào được sở hữu chiếc USB độc đáo này không nhỉ? Bạn thấy thế nào về video hôm nay? Rất thú vị đúng không nào? Thế giới hôm nay luôn mong nhận được nhiều ý kiến của các bạn để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn nữa và mang đến cho các bạn thật nhiều video hay hơn nữa. Hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để được xem những video mới nhất của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!